Nhưng tâm đại bi chưa từng mệt mỏi chán nản thì đó là đại Bồ Tát hằng khởi đại bi. Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát đối với các sư trưởng? Đem tâm kính tín thăm hỏi phụng sự cũng dường tưởng như phụng sự Phật. Thiện hiện nếu đại Bồ Tát vì cầu quả vị giác ngộ cao tột cung thuận sư trưởng, không để tâm đến điều gì khác thì đó là đại Bồ Tát đối với các bậc sư trưởng lấy tâm kính tín thăm hỏi phụng sự cúng dường tưởng như phụng sự Phật. Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát cần cầu tu tập ba la mật đa? Thiện hiện nếu đại Bồ Tát đối với các ba la mật đa chuyên tâm cầu học xa lìa các việc khác thì đó là đại Bồ Tát cần cầu tu tập ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát cần cầu đa văn thường không chán nản, không cho là đủ, đối pháp được nghe chẳng đắm vào văn tự? Thiện hiện nếu đại Bồ Tát phát khởi sự siêng năng tinh tấn nghĩ rằng đối với chánh pháp của Phật ở cõi này hoặc chư Phật Thế Tôn ở mười phương thế giới đã nói, ta đều nghe tu tập đọc tụng thọ trì, nhưng đối với những giáo pháp ấy chẳng đắm trước văn tự, thì đó là đại Bồ Tát cần cầu đa văn thường không chán nản, không cho là đủ, đối với pháp đã nghe chẳng đắm trước văn tự. Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát lấy tâm vô nhiễm thường hành pháp thí, tuy mở rộng giáo hóa nhưng chẳng tự cao? Thiện hiện nếu đại Bồ Tát vì các hữu tình tuyên thuyết chánh pháp còn chẳng tự duy trì thiện căn này hồi hướng quả giác ngộ, huống là cầu việc khác tuy hóa đạo nhiều mà chẳng tự thị, thì đó là đại Bồ Tát lấy tâm vô nhiễm thường hành pháp thí, tuy mở rộng giáo hóa nhưng chẳng tự cao. Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát vì nghiêm tịnh cõi nước trồng các căn lành tuy để hồi hướng nhưng chẳng tự đề cao? Thiện hiện nếu đại Bồ Tát dõng mãnh tinh tấn tu các căn lành vì muốn trang nghiêm các cõi Phật thanh tịnh và làm thanh tịnh tâm của mình và người, tuy làm việc như vậy mà chẳng tự cao, thì đó là đại Bồ Tát vì nghiêm tịnh cõi nước trồng các căn lành tuy là để hồi hướng mà chẳng tự đề cao. Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát vì giáo hóa hữu tình tuy chẳng chán nản mệt mỏi với sanh tử vô biên nhưng chẳng tự cao? Thiện hiện nếu đại Bồ Tát vì muốn thành thục tất cả hữu tình trồng các căn lành nghiêm tịnh cõi Phật cho đến khi chưa được viên mãn trí nhất thiết trí, tuy chịu sự cần khổ của vô biên sanh tử nhưng không chán nản mỏi mệt cũng chẳng tự cao, thì đó là đại Bồ Tát vì giáo hóa hữu tình tuy chẳng mệt mỏi chán nản với vô biên sanh tử nhưng chẳng tự cao. Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát tuy trụ tàm quý nhưng không đắm trước? Thiện hiện nếu đại Bồ Tát chuyên cầu quả vị giác ngộ cao tột đối với ý nghĩ thanh văn độc giác đầy đủ tàm quý hoàn toàn chẳng móng khởi nhưng ở trong đó cũng không đắm trước, thì đó là đại Bồ Tát tuy trụ tàm quý nhưng không đắm trước. Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát trụ nơi thanh văn